thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món nấm mỡ sốt cà ri. Và để thực hiện được món ăn này, các bạn chuẩn bị như sau. 200g nấm mỡ màu trắng, 1 ít ớt chuông xanh đỏ, xả băm, ớt băm, bột cà ri. Gia vị sẽ gồm sữa không đường, nước mắm, hạt nêm, đường và dầu ăn. Chúng ta bắt đầu thực hiện bài học hôm nay. Ớt chuông xanh đỏ thì các bạn sẽ lấy hạt, lấy bỏ cái hột ớt đi và chúng ta sẽ cắt thành từng khối vuông như thế này. Sả ớt băm để sẵn, bột cà ri chúng ta cũng chuẩn bị sẵn. Nấm mỡ thông thường không bán ở ngoài chợ phổ biến mà chúng ta phải vào siêu thị, nhất là các siêu thị Nhật Bản. Bởi vì nguồn gốc của nấm mỡ hiện nay được người Nhật sản xuất khá nhiều ở Việt Nam. Cho nên các bạn có thể tìm mua nấm mỡ ở các siêu thị rất là dễ. Và khi mua, chúng ta thấy nấm mỡ sẽ được đóng hộp từ 2 đến 300g một hộp. Ở đây chúng ta chỉ cần sử dụng 200g thôi. Và các bạn sẽ thấy nấm mỡ có hai màu, màu trắng và màu nâu. Màu nâu thông thường là để xào và ăn sống, trộn salad rất là ngon hoặc là đút lò. Về kích cỡ thì nấm mỡ nó có như thế này là bé nhất. Chúng ta thường dùng để nấu cà ri, nấu súp, nấu ragu. Còn nữa thì nó sẽ có cái đường kính lớn hơn, chừng khoảng 3 cm. Thì với cái loại nấm như vậy thì các bạn sẽ đút lò. Và một loại nấm nữa, nấm mỡ nữa lớn hơn, có đường kính khoảng 10 cm. Với những loại nấm mỡ có đường kính khoảng 10 cm thì chúng ta chỉ dùng để đút lò là ngon nhất. Ở đây khi mua về thì như lúc nãy tôi nói, đặc trưng của nấm mỡ là có thể ăn sống. Cho nên trong quá trình người ta đóng gói, đa phần là nhà sản xuất người ta đã làm nấm mỡ rất là sạch. Và khi giới thiệu với chúng ta, các bạn thấy có một số bạn có thể cầm cái nấm mỡ ăn tại chỗ. Cho nên là khi về các bạn cố gắng đừng rửa qua nước. Nếu rửa qua nước thì nấm mỡ thứ nhất sẽ mất mùi, thứ hai nước thẩm thấu vào trong nấm sẽ làm cho nấm bị nhão và lên men rất là nhanh. Bây giờ sau khi chúng ta có nấm mỡ như thế này, tôi nói chúng ta không rửa và các bạn sẽ dùng dao khứa nhẹ. Chúng ta sẽ khứa hình caro ở trên mũ nấm. Đừng khứa sâu quá. Sau khi đã khứa hết ở trên mặt của mũ nấm, chúng ta bắt đầu nấu món nấm mỡ sốt cà ri. Các bạn sẽ làm dầu nóng ở trong chảo. Cà ri thì dù các bạn nấu kiểu gì, khi các bạn dùng bột cà ri thì thường cái chất để mà khử mùi, tức là khử dầu đó, sẽ là xả ớt là ngon nhất. Nếu các bạn không ăn được xả ớt, các bạn cho baro, nhưng mà nó sẽ không dậy mùi cà ri lên. Cho nên ở đây chúng ta chuẩn bị sẵn một ít xả. Và chúng ta sẽ cho vào đây một ít ớt. Khi các bạn xào thấy xả với ớt có mùi thơm thì chúng ta tắt bếp. Các bạn sẽ cho bột cà ri. Ở đây thì khoảng như thế này, các bạn thấy là tôi lấy khoảng 2 muỗng như thế này cho 200g. Bởi vì nếu không đủ mùi cà ri thì cái phần sốt này cũng sẽ không ngon. Bây giờ chúng ta cũng không mở lửa, các bạn sẽ cho vào đây một ít hạt nêm. Nước mắm. Và đường. Giờ chúng ta sẽ mở lửa nhỏ và các bạn sẽ xào cái hỗn hợp bột cà ri, xả ớt với gia vị. Khi bột cà ri đã trộn đều, tôi không nói tan, tôi chỉ mới nói trộn thôi, trộn đều ở trong cái hỗn hợp gia vị này thì các bạn sẽ cho vào đây một ít sữa tươi không đường. Với những người ăn chay trường và không dùng sữa tươi được thì các bạn có thể thay thế bằng sữa đậu nành hoặc là bằng nước cốt dừa.
Bây giờ các bạn xào, các bạn sẽ nhìn thấy là cái hỗn hợp gia vị này, cái phần ở trên nó sẽ ra một cái lớp váng dầu. Bây giờ chúng ta sẽ cho nấm vào đây. Và tiếp tục cho khoảng 100ml sữa tươi. Khi cho sữa tươi vào thì chúng ta mở lửa lớn ngay. Các bạn sẽ nấu cho đến khi nấm ở trong cái nước sốt này đó, tất cả đều sôi lên. Chúng ta đợi cho đến khi nấm sôi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Bởi vì như lúc nãy tôi nói với các bạn là chúng ta có thể ăn sống cái nấm này. Cho nên là khi sôi lên ở trong này thì đa phần là chúng ta giữ để cho cái nước sốt nó chín thôi. Sau khi đã tắt bếp, các bạn sẽ chuẩn bị sẵn phần ớt chuông xanh đỏ. Bây giờ tôi sẽ cho phần nấm này ra đĩa. Các bạn thân mến, không quá lâu mất thời gian để thực hiện món nấm mỡ sốt cà ri, vì thực chất nấm mỡ có thể ăn tươi. Trong trường hợp các bạn không thích nấu nấm mỡ, giữ được cái vị tươi ngọt của nấm, thì các bạn cứ để nấm ở trong đĩa, chúng ta làm sốt cà ri và chúng ta sẽ chan lên. Như vậy chúng ta cũng có thể dùng được rồi. Nấm mỡ sốt cà ri dùng với cơm trắng ngon hơn ăn với bánh mì. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình món chay lần sau.